Xin chào tất cả các em học sinh khối 7 đã tham gia học trực tuyến môn toán. Ở tiết học trước thì chúng ta đã được học về biểu thức đại số. Như cô đã nói, trong các tiết học tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc phân loại các biểu thức đại số. Và ngày hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu về loại biểu thức đại số đầu tiên. Đây là loại đơn giản nhất, có tên là đơn thức. Các em lấy tập ra ghi bài. Bài 3, đơn thức. Trước khi vào bài mới, các em cùng cô làm bài tập sau. Cho các biểu thức đại số. Hãy sắp xếp các biểu thức đại số trên thành hai nhóm. Nhóm 1, những biểu thức chứa phép cộng, phép trừ. Nhóm 2, những biểu thức còn lại. Để sắp xếp vào được vị trí đúng thì các em cần xét xem biểu thức đó có chứa phép cộng, phép trừ hay không. Biểu thức 6, x mũ 4, y mũ 3, z. Biểu thức này không chứa phép cộng, phép trừ nên sẽ nằm trong nhóm 2. Biểu thức 3z trừ 2y cộng x mũ 2 chứa phép cộng, phép trừ nên sẽ nằm trong nhóm 1. Việc sắp xếp rất là đơn giản, cô tin rằng các em sẽ dễ dàng sắp xếp vào được vị trí đúng. 2x mũ 2y nằm trong nhóm 2. 5 nhân x cộng y sẽ nằm trong nhóm 1. Âm 3 phần 5 x mũ 2, y mũ 3, x sẽ nằm trong nhóm 2. 10x cộng y nằm trong nhóm 1, 2y nằm trong nhóm 2, 10 nằm trong nhóm 2 và x nằm trong nhóm 2. Những biểu thức ở trong nhóm 2 có dạng một số, một biến hoặc là một tích giữa các số và các biến như vậy, người ta gọi là đơn thức. Các em sang phần 1 nhỏ, đơn thức. Định nghĩa, đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến hoặc một tích giữa các số và các biến. Các em lưu ý kỹ phần định nghĩa để có thể trả lời các câu hỏi tiếp. Dựa vào định nghĩa các em vừa học, cô và các em hãy cùng xét xem các biểu thức sau. Biểu thức nào là đơn thức, biểu thức nào không phải là đơn thức. 5x mũ 2y, đây là tích của số 5 với biến xy nên là đơn thức. Âm 4xy phần 5, ta có thể hiểu là âm 4 phần 5 nhân xy, vậy đây cũng là đơn thức. Biểu thức chỉ gồm số 12, dựa vào định nghĩa thì đây là đơn thức. Âm 5 nhân 3 cộng xy, đây không phải là đơn thức. Âm 5 x mũ 2y, 8 x mũ 3, z, đây là tích giữa các số và các biến, nên là đơn thức. Biểu thức chỉ gồm biến y cũng là đơn thức. Biểu thức 4 trừ x nhân y mũ 5, đây không phải là đơn thức. Và biểu thức cuối cùng chỉ gồm số 0 cũng là đơn thức. Các em lưu ý, số 0 thì người ta gọi là đơn thức 0. Cô xét hai đơn thức sau, 6 x mũ 2 y mũ 3 x mũ 2 và đơn thức 6 x mũ 4 y mũ 3. Đối với đơn thức 6 x mũ 2, y mũ 3, x mũ 2 thì cô thấy rằng biến x ở đây xuất hiện 2 lần và dựa vào kiến thức nhân 2 lũy thừa cùng cơ số các em học ở lớp 6 thì ta tính được x mũ 2 nhân x mũ 2 bằng x mũ 4. Đơn thức như vậy thì người ta gọi là đơn thức chưa thu gọn. Còn đơn thức 6 x mũ 4, y mũ 3, đây là tích giữa số 6 với biến x, biến y, trong đó biến x, biến y chỉ xuất hiện 1 lần. Với số mũ nguyên dương, đơn thức như vậy người ta gọi là đơn thức thu gọn. Các em sang phần 2 nhỏ, đơn thức thu gọn. Định nghĩa, đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của số với các biến mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương. Xét đơn thức thu gọn 6 x mũ 4 y mũ 3 thì số 6 người ta gọi là hệ số và x mũ 4 y mũ 3 người ta gọi là phần biến. Các em cần lưu ý một số điều sau. Điều thứ nhất, một số thì cũng coi là một đơn thức thu gọn. Và điều thứ hai, khi viết đơn thức thu gọn thì ta thường viết hệ số trước và viết phần biến sau. Điều thứ ba, các biến thì các em viết theo thứ tự bảng chữ cái, biến x rồi đến biến y rồi biến z rồi biến t chẳng hạn. C nhỏ ví dụ, đơn thức âm 5 x y mũ 3 thì các em xác định cho cô hệ số là âm 5 và phần biến là x y mũ 3. Nếu cô có đơn thức âm y mặc dù
không ghi rõ hệ số cụ thể nhưng ta vẫn xác định được hệ số là âm 1, bởi vì âm y thì có thể viết được dưới dạng âm 1 y và phần biến là y. Đơn thức x y x, cô nhận thấy biến x xuất hiện 2 lần nên đây không phải là đơn thức thu gọn. Đơn thức 4 x y mũ 3 z y mũ 2, cô thấy biến y cũng xuất hiện 2 lần, như vậy đây cũng không phải là đơn thức thu gọn. Để hiểu hơn về đơn thức thu gọn, các em cùng cô làm bài tập sau. Cho các đơn thức, các em hãy sắp xếp các đơn thức trên thành hai nhóm, sau đó chỉ ra hệ số phần biến của các đơn thức trong nhóm 1. Nhóm 1 là chứa đơn thức thu gọn, còn nhóm 2 thì chứa đơn thức chưa thu gọn. Để làm được bài tập này thì các em chỉ cần xác định xem các đơn thức đã cho thu gọn hay chưa. Âm 3 x y z, đơn thức này là đơn thức đã thu gọn rồi vì biến x, biến y, biến z chỉ xuất hiện một lần. Nó thuộc nhóm 1. Đơn thức 2y chắc chắn sẽ nằm trong nhóm 1. Đơn thức âm 2 x mũ 2 y x, đơn thức này biến x xuất hiện 2 lần nên sẽ nằm trong nhóm 2. Đơn thức chỉ gồm biến x chắc chắn sẽ nằm trong nhóm 1. Và đơn thức x mũ 4 y mũ 3 z y, các em có nhận thấy điều gì đặc biệt ở đây hay không? Ở đây thì biến y xuất hiện 2 lần nên sẽ nằm ở trong nhóm 2. Và đơn thức cuối cùng âm 3 phần 5 x mũ 2 y mũ 3, biến x biến y chỉ xuất hiện 1 lần nên sẽ nằm trong nhóm 1. Bây giờ chúng ta chỉ ra hệ số phần biến của các đơn thức ở trong nhóm 1 nhé. Trong nhóm 1 chứa các đơn thức thu gọn. Vậy thì đối với đơn thức âm 3 x y z, các em sẽ xác định được hệ số ở đây là âm 3 và phần biến là x y z. Phần này rất là đơn giản, các em cũng sẽ dễ dàng làm được thôi. Hệ số đối với đơn thức 2y thì sẽ là 2 và phần biến là y. Đơn thức x, đơn thức này thì ta phải hiểu là x có thể viết dưới dạng 1 nhân x nên hệ số là 1 và phần biến là x. Đơn thức cuối cùng âm 3 phần 5 x mũ 2 y mũ 3 thì hệ số ở đây là âm 3 phần 5 và phần biến là x mũ 2 y mũ 3. Các em sang phần 3 nhỏ bậc của một đơn thức. Xét đơn thức 3 x mũ 4 y mũ 3 z. Trong đơn thức này thì biến x có số mũ là 4, biến y có số mũ là 3 và biến z mặc dù không ghi số mũ cụ thể nhưng ta xác định được biến z có số mũ là 1. Và tổng các số mũ của các biến là 4 cộng 3 cộng 1 bằng 8. Và người ta nói 8 là bậc của đơn thức 3 x mũ 4 y mũ 3 z. Ta có định nghĩa sau: bậc của đơn thức có hệ số khác không là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó. Như vậy, nếu đề bài yêu cầu xác định bậc của đơn thức thì các em chỉ cần xác định xem số mũ của các biến trong đơn thức đó là bao nhiêu, sau đó các em cộng các số mũ lại với nhau là được. Ví dụ đơn thức 9x y mũ 4 z mũ 2 thì ta xác định bậc bằng cách lấy 1 cộng 4 cộng 2 và bằng 7. Các em chú ý cho cô số thực khác không là đơn thức bậc không. Và một lưu ý nữa đó chính là số 0 thì được coi là đơn thức không có bậc. Để hiểu hơn về bậc của đơn thức thì các em làm bài tập áp dụng sau. Xác định bậc của các đơn thức âm 4 x mũ 2 y z. Trong đơn thức này thì cô thấy rằng biến x có số mũ là 2, biến y có số mũ là 1, biến z có số mũ là 1. Nên bậc của đơn thức này là 2 cộng 1 cộng 1 và ta xác định được bậc là 4. Tương tự như vậy thì các em rất là dễ dàng xác định được bậc của các đơn thức còn lại. Đơn thức 6 x mũ 2 y mũ 7 có bậc là 2 cộng 7 bằng 9. Đơn thức chỉ gồm số 0, cô vừa nhắc rồi, đơn thức này không có bậc. Đơn thức 6 phần 7 x y có bậc là 1 cộng 1 bằng bậc 2. Và đơn thức cuối cùng chỉ gồm số 21 thì đơn thức này có bậc là 0. Các em cùng cô làm bài tập sau. Nhân hai biểu thức 5 mũ 2 x 9 mũ 3 và 5 mũ 6 x 9 mũ 2.
Để làm được bài tập này thì các em đã được học ở lớp 6 rồi. Chúng ta sẽ nhóm các lũy thừa cùng cơ số lại với nhau. 5 mũ 2 nhân 5 mũ 6 rồi nhân với 9 mũ 3 nhân 9 mũ 2. Giữ nguyên cơ số và cộng số mũ lại với nhau thì ta được kết quả là 5 mũ 8 nhân 9 mũ 5. Vậy thì muốn nhân hai đơn thức ta làm như thế nào? Các em sang phần 4 nhỏ. Nhân hai đơn thức. Muốn nhân hai đơn thức -4 x mũ 2 y mũ 4 và 6 x y mũ 3 thì để làm được việc này thì cô sẽ xác định xem hệ số của từng đơn thức. Đơn thức thứ nhất -4 x mũ 2 y mũ 4 thì có hệ số là -4 và đơn thức thứ hai 6 x y mũ 3 có hệ số là 6. Cô nhân hai hệ số này lại với nhau. -4 nhân 6. Rồi sau đó cô sẽ nhóm các biến giống nhau lại với nhau. X mũ 2 nhân x y mũ 4 thì nhân với y mũ 3. Ta được kết quả là -24 x mũ 3 y mũ 7. Ta được quy tắc để nhân hai đơn thức, ta nhân hệ số với hệ số, phần biến với phần biến. Và chú ý rằng quy tắc này còn được áp dụng đối với việc nhân 3 đơn thức, 4 đơn thức, thậm chí là nhiều đơn thức. Xét đơn thức -x mũ 3 y 5x y mũ 2 z. Trong đơn thức này thì cô thấy biến x xuất hiện 2 lần, biến y xuất hiện 2 lần. Vì vậy đơn thức này là đơn thức chưa thu gọn. Muốn thu gọn đơn thức này thì cô làm như sau. Cô lấy số nhân với nhau, các biến giống nhau nhân với nhau. Tức là cô lấy -1 nhân 5, x mũ 3 nhân với x, y nhân y mũ 2. Riêng đối với miếng z thì mình để ngoài cùng vì không nhóm được với cái nào cả. Vậy thì ta sẽ được kết quả là -5 x mũ 4 y mũ 3 z. Trong cái đơn thức này thì biến x, biến y, biến z xuất hiện một lần. Vì vậy đây là đơn thức đã thu gọn rồi. Như vậy thì ta có thể dễ dàng biến đổi một đơn thức chưa thu gọn thành đơn thức thu gọn. Ta có kết luận mỗi đơn thức đều có thể viết thành một đơn thức thu gọn. Trong bài học ngày hôm nay, các em cần nhớ những nội dung sau. Nội dung thứ nhất, các em phải hiểu thế nào là đơn thức. Nội dung thứ hai, các em nắm được đơn thức thu gọn là gì và xác định được hệ số phần biến của đơn thức thu gọn. Các em biết cách xác định được bậc của đơn thức và cuối cùng là các em biết nhân hai đơn thức cũng như là biết thu gọn một đơn thức. Về nhà, các em làm cho cô bài tập sau. Tìm tích các đơn thức sau rồi tìm hệ số phần biến bậc của đơn thức thu được. Các em ghi đề bài ra giấy, nhớ làm bài cẩn thận và chụp hình gửi qua Zalo cho cô. Cô sẽ chấm điểm cho các em, cộng điểm miệng cho các em nếu như các em làm đúng. Như vậy về nhà thì cô yêu cầu các em làm bài tập về nhà cộng với thêm nữa là suy nghĩ trả lời cho cô câu hỏi sau, các đơn thức sau có đặc điểm chung gì. Cô hy vọng là dựa vào kiến thức ngày hôm nay cô dạy cho các em thì các em dễ dàng tìm được điểm chung của các đơn thức này. Và cuối cùng thì cô chúc cho các em có thật nhiều sức khỏe, hy vọng dịch bệnh sớm kết thúc để các em có thể quay lại trường, tham gia học tập, vui chơi. Một lần nữa, cô xin chân thành cảm ơn các em đã chú ý theo dõi bài giảng của cô ngày hôm nay. Chào các em!